Ngày 2 tháng 12, Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Uông Bí, tổ chức họp thảo luận và chấm vòng sơ khảo các bài thi. Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam do tỉnh ủy Quảng Ninh phát động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cuộc thi được tổ chức với 3 hình thức thi viết, thi trắc nghiệm trên mạng Internet và thi sân khấu hóa trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh đối với cấp thành phố thành ủy uông bí đã ban hành quyết định thành lập ban tổ chức ban giám khảo xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung cuộc thi tới các cơ sở đảng trực thuộc sau một thời gian triển khai đối với nội dung thi viết các cơ sở đảng trực thuộc thành ủy uông bí đã nhận được trên chín năm bài dự thi và lựa chọn trên ba ba bài dự thi gửi về ban tổ chức cấp thành phố qua chấm vòng sơ khảo cấp thành phố cho thấy, cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 90 năm vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cơ sở đảng, đảng viên, nhiều bài thi có chất lượng được thí sinh đầu tư công phu, sưu tập được nhiều tài liệu quý, hình thức thể hiện sáng tạo. Ban giám khảo đã thảo luận, lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt, tiến hành chấm chéo để đảm bảo công bằng khách quan. Vòng sơ khảo cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019, ban tổ chức sẽ lựa chọn 50 bài dự thi tiêu biểu xuất sắc gửi về ban tổ chức cấp tỉnh.